biasanya kalau mau di dekat tuh misalnya bisa itu kayaknya setelahnya gue bisa bisa setelahnya tiba setelahnya nó sôi các bạn ơi.
kiểm tra. Đây vừa kia. Sẽ thanh nữa thôi phải. Rất là tuyệt vời. Mình chờ, mình chỉ chờ cho nó chín thôi. Chỉ là cho mình để có ốc rồi nên có được tỉnh ốc mà không ăn thử thì nó hay có bởi các loại ký sinh trùng các bạn. Nhưng mà ốc hương này vào trong đá nó cũng đỡ rồi. Nhưng mà mình phải ăn chín uống sôi. Bây giờ nhiều cái thứ virus quá các bạn, sẽ ký sinh trùng thì mình phải nguyên tắc bây giờ là phải ăn chín uống sôi. Để chút xíu không sao hết, cho nó chắc chắn. Chín uống sôi nữa không? Bây giờ gấp chín rồi các bạn, mình cho mình hóa vô nữa. Thank you.
con nữa ha. Chế là con tắt bếp đi đã. Ok. Chế là con rồi. Sạch sạch tới như là bia. Ê, lại lại đổ miếng bia vô. Đây còn ít miếng bia nữa nè. Thôi mời cả nhà nha. Giờ ăn cái con thịt tuột trước đi. Nước mắm cái này là sạch tế với lại miếng tương các bạn. Đừng hỏi luôn. Mình đừng có bạc đẩy bản thân quá luôn các bạn. Mình thử với bản thân. Mình thử con ốc. Mình thử con ốc. Mình ốc hương, ốc hương mà ốc đáng các bạn. Chứ bây giờ đây không có ốc hương mà hương giống như ở Việt Nam. Đức. Nếu mà có mùi bia chế gần hết cây bia luôn các bạn. Ngon quá các bạn. Thank you.
Boom. Video cũng dài rồi, tạm dừng ở đây. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp các bạn video kế tiếp. Bye bye, chào tạm biệt.